là tất cả quý vị và các bạn đã đến với kênh Tin Tức Showbiz. Chúc quý vị và các bạn sẽ có những phút giây thư giãn thật vui vẻ cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông thông báo để được xem những tin tức mới nhất mỗi ngày quý vị nhé. Và bây giờ xin mời quý vị khán giả chúng ta cùng đến với những tin tức nổi bật nhất trong ngày. Giật mình với nhan sắc tuổi 30 của ca sĩ Minh Hằng, nhìn hình thật khó mà tin được. Là một trong những mỹ nhân nổi tiếng trong showbiz Việt, Minh Hằng luôn nhận được rất nhiều sự quan tâm từ đông đảo người hâm mộ. Trên trang cá nhân mới đây, nữ ca sĩ vừa tung loạt hình mới kèm dòng chú thích: "Ta nói cái trời gì mà cảm hết nguyên gia tộc, bao nhiêu việc làm giờ nằm một chỗ uống nước thưởng trà." Ngay sau khi đăng tải, Minh Hằng nhanh chóng nhận được rất nhiều lượt yêu thích và bình luận từ cư dân mạng. Trong hình mới, cô nàng chọn cách trang điểm nhẹ nhàng, diện một chiếc váy màu nâu giản dị, khoe vẻ dịu dàng, trong veo, không khác gái đôi mươi. Dù chia sẻ đang không được khỏe nhưng thần sắc của Minh Hằng vẫn nhận được cơn mưa lời khen. Hiếm ai có thể tin được Minh Hằng đã chạm ngưỡng 32 tuổi trong loạt hình mới. Kiểu tóc mái bằng là một trong những bí quyết giúp bé heo hắt tuổi như thế này. Bởi thế mà dù diện trang phục đơn giản, trang điểm nhẹ nhàng nhưng Minh Hằng vẫn thật cuốn hút. Minh Hằng là một trong những nghệ sĩ tài năng và gặt hái được rất nhiều thành công trong hơn 10 năm tham gia hoạt động nghệ thuật. Ở tuổi 32, Minh Hằng sở hữu khối tài sản giá trị, thường xuyên tự thưởng cho mình những chuyến du lịch sang chảnh. Từng thừa nhận đã có người yêu 3 năm nay, nhưng đến thời điểm hiện tại, Minh Hằng vẫn chưa một lần tiết lộ thông tin bạn trai trên truyền thông. Minh Hằng là một trong những mỹ nhân VIP, sở hữu nhan sắc ngày càng lên hương cùng phong cách thời trang thanh lịch, quyến rũ. Cô luôn khẳng định tài năng của mình trong nhiều lĩnh vực nghệ thuật và nhận được nhiều sự yêu mến từ đông đảo khán giả. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.